Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục giải đáp thư ngày hôm nay với chủ đề những điều kiện thủ tục hồ sơ xin visa du học Mỹ mới nhất. Hoa Kỳ có hơn 4.600 trường đại học và 500 ngành học khác nhau, tạo ra rất nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế có thể lựa chọn cho mình một chương trình học đúng mục đích và phù hợp. Nếu bạn đang quyết định chọn Mỹ là điểm dừng chân của mình, thì điều đầu tiên bạn nên tìm hiểu đó là những điều kiện thủ tục hồ sơ xin visa du học Mỹ mới nhất các bạn nhé. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, thì chương trình có mời đến chị Ngọc Ý, chuyên viên tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc trong cái chuyên mục giải đáp thư ngày hôm nay các bạn nhé. Xin chào chị Ngọc Ý. Chào Tiên và chào các bạn đang xem chương trình ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của chị Xuân đến từ Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau: Chào Tân Đại Dương, tôi tên Xuân. Tôi rất vui vì được tham gia buổi trò chuyện những điều kiện thủ tục hồ sơ xin visa du học Mỹ mới nhất ngày hôm nay. Tôi có em trai vừa học xong lớp 10 tại Việt Nam, điểm trung bình cả năm là 7.5. Tôi muốn cho em tôi sang Mỹ học tiếp tại bang California. Tân Đại Dương có thể cho tôi biết về những điều kiện để du học Mỹ được không? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Để đáp ứng đủ điều kiện du học Mỹ thì bạn cần có, thứ nhất là có kế hoạch học tập rõ ràng và chứng minh được bạn thực sự đi du học. Viên chức lãnh sự Mỹ sẽ xem xét kết quả học tập của bạn ở Việt Nam và kế hoạch học tập sắp tới của bạn tại Mỹ để biết được ý định đi du học của bạn là thực sự hay không. Bạn phải sẵn sàng trả lời với viên chức lãnh sự những câu hỏi như lý do bạn chọn trường, ngày để học, ngành dự định sẽ học của bạn và kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của bạn như thế nào. Việc này nhằm đảm bảo việc bạn thật sự đến Mỹ để học chứ không phải là vì một mục đích khác. Thứ hai là bạn chứng minh bạn có đủ năng lực tài chính cho việc theo học tại Mỹ. Việc bạn có đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc học tập và sinh hoạt ở Mỹ, có thể là từ nguồn học bổng hoặc là từ gia đình bảo trợ cho bạn. Và chính phủ Mỹ còn biết rằng bạn không bỏ dở việc học của mình để đi làm bất hợp pháp. Nếu bạn được gia đình hoặc một cá nhân tài trợ, bạn phải chứng minh rằng người tài trợ cho bạn có khả năng chi trả cho việc học và ăn ở của bạn tại Mỹ. Cơ hội của bạn sẽ cao hơn nếu cha mẹ của bạn tài trợ cho việc học của bạn. Nếu là người khác không phải là cha mẹ bạn, thì bạn cần phải giải thích rõ lý do vì sao người đó muốn tài trợ cho bạn. Đi du học Mỹ là một kế hoạch lâu dài và tốn kém, yêu cầu nhiều khoản chi phí rất cao so với thu nhập bình quân hiện nay tại Việt Nam. Do đó, học sinh cần chứng minh được khả năng tài chính của gia đình có thể chi trả được cho việc ăn học của mình trong suốt thời gian học tập tại nước ngoài. Nếu việc chứng minh này hợp lý thì Tổng lãnh sự quán Mỹ và các nước khác cũng sẽ tin rằng bạn sẽ không bỏ học giữa chừng để đi làm vì lý do gia đình bạn tại Việt Nam không có khả năng chi trả cho bạn như nhiều trường hợp trước đây đã từng xảy ra tại nước của họ. Vì vậy, việc đầu tiên cần chứng minh là số tiền tích lũy hiện có của cha mẹ bạn trong tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Với sổ tiết kiệm này sẽ chứng minh được cho viên chức lãnh sự quán rằng cha mẹ bạn có sự chuẩn bị trước cho kế hoạch học tập của bạn và có khả năng chi trả cho các khoản chi phí ban đầu của bạn khi du học tại Mỹ. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Ngọc Ý. Và chúng ta sẽ đến tiếp theo với câu hỏi của bạn Lan Hương đến từ Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau: Chào anh chị, em tên Lan Hương. Em đang làm hồ sơ xin visa du học Mỹ cho kỳ nhập học vào mùa thu năm nay. Em dự định sẽ sang bang Washington. Anh chị có thể tư vấn giúp em về thủ tục cần thiết du học Mỹ được không ạ? Em xin cảm ơn. Em mời chị ạ. Chào Lan Hương, cảm ơn câu hỏi của Hương. Để chuẩn bị cho việc du học Mỹ thì em có thể tham khảo về 6 bước cần chuẩn bị mà chị sẽ chia sẻ ngay sau đây nhé. Đầu tiên là các giấy tờ cần thiết trước khi làm thủ tục, bao gồm đơn đăng ký nhập học do trường bên Mỹ cấp hay còn gọi là E-20 và kết quả học tập gần nhất tại Việt Nam, bằng cấp ngoại ngữ cao nhất mà em có, lệ phí đăng ký của trường cao đẳng, đại học hoặc học viện mà em sẽ đăng ký học tại Mỹ. Quá trình xin visa du học Mỹ mới bắt đầu được xét duyệt khi bạn có được mẫu đơn E-20. Khi bạn đã được tiếp nhận làm sinh viên của một trường bên Mỹ thì đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận và trường này sẽ cấp cho bạn một giấy chứng nhận là mẫu E-20 và có số sơ việt. Bước 2 là điền hoàn tất mẫu đơn xin visa du học Mỹ hay còn gọi là DS-160 và đóng phí xin visa du học Mỹ. Bước thứ 3 là bạn sẽ đóng phí
service, đây còn gọi là phí an ninh mạng mà sinh viên quốc tế sang Mỹ phải đóng. Service nó là một hệ thống các thông tin về sinh viên và khách du lịch được xây dựng dựa trên hệ thống Internet bởi Bộ An ninh Nội địa của Mỹ và Bộ Ngoại giao của Mỹ. Ở phía service nó sẽ cập nhật thường xuyên và chính xác thông tin về các du khách đến Mỹ, bao gồm các loại visa F, M và J và những người có liên quan. Các trường ở Mỹ bao gồm các trường đại học, cao đẳng và học viện phải chuyển các thông tin bắt buộc tới các tổ chức có liên quan của chính phủ Mỹ qua hệ thống service. Bước 4 là chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin visa du học Mỹ. Bước thứ 5 là đặt lịch hẹn phỏng vấn trực tuyến. Tức là sau khi có được mã số đơn DS160 thì bạn sẽ dùng mã này để đăng ký lịch hẹn phỏng vấn thông qua trang website chính thức của Đại sứ quán Mỹ hoặc Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm cần lưu ý là mỗi người chỉ đặt được một lịch hẹn phỏng vấn. Nếu số lượng cuộc hẹn phỏng vấn của bạn nhiều hơn một trên hệ thống thì sẽ bị tự động hủy bỏ. Sau khi đặt lịch hẹn xong, bạn cần in giấy xác nhận hoàn tất lịch hẹn và mang theo tới buổi phỏng vấn. Và bước cuối cùng là tham gia phỏng vấn trực tiếp xin visa du học Mỹ. Thì vào ngày phỏng vấn, bạn nên đến nơi hẹn phỏng vấn sớm hơn khoảng 30 phút để phòng các trường hợp không như ý như là xe hư hoặc là quần áo bị bẩn, và cũng để chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi tới nơi, bạn cần đăng ký với quầy đăng ký tại lãnh sự quán trước 20 phút